Chuyên mục ẩm thực Điện Biên xin kính chào quý vị các bạn. Quý vị các bạn thân mến, thịt trâu gác bếp thì là món ăn đặc sản của Điện Biên. Và bình thường thì mọi người chế biến và thưởng thức món ăn này thì bằng cái cách rất là đơn giản. Đó là có thể là hấp hoặc là nướng lên, sau đó là chấm với tương ớt. Tuy nhiên thì trong chương trình hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị các bạn một cách biến tấu từ món thịt trâu gác bếp với phần chia sẻ của anh Trần Hòa, đầu bếp của nhà hàng Tuệ Minh. Tôi xin gửi đến quý vị khán giả và mọi người thử ẩm thực. Hôm nay tôi sẽ chế biến món thịt trâu gác bếp nộm với rau cải, dùng để vào những bữa ăn cho mọi người. Cái món này thì có những cái nguyên liệu như thế nào anh? Đây là rau cải xanh, mắc khén, ớt bột, chanh, tỏi, ớt và bột canh với cả thịt trâu. Thịt trâu thì mình có phải hấp lên hay đồ lên rồi? Có, trước khi mình chế biến món mình nên hấp nóng, mình hấp sơ qua để cho thịt trâu đủ chín, đủ tơi, đủ mềm. Bây giờ mình sẽ đi, sẽ nhất là đi trần rau cải và hấp lại thịt trâu gác bếp. Sau khi mình đã trần xong rau cải và hấp lại thịt trâu, thì kế tiếp là chúng ta chế biến. Trước khi Quỳnh muốn làm món ăn này nó ngon và mềm và có độ giòn của rau cải và độ mềm của thịt, thì trước khi em hấp, em nướng, em đập sơ qua để cho mềm, để mình vừa tiện xé vừa tiện trộn cho nó đều và cái miếng thịt nó rất là mềm. Tỏi em đập dập, gừng em thái chỉ cho anh, là cho nó khi cứ mình trộn lên cái hương vị nó hòa quyện cùng với nhau, nó tạo ra món ăn rất dễ ăn. Bây giờ mình bắt đầu tiến hành. Em giúp anh cái này. Gừng tỏi mình đã cho vào đây rồi, đến mắc khén. Xong mình trộn đều các gia vị và rau vào với nhau. Mình trộn cho thấm gia vị đều rồi hết gia vị. Món ăn nó rất là đơn giản mà lại rất là ngon. Quan trọng là mọi người sẽ có một cái cách thức chế biến mới đối với lại thịt trâu gác bếp đúng không anh nhỉ? Đúng rồi em. Khi mình trộn các gia vị với rau rồi, mình cho thịt trâu. Thịt trâu rải đều lên mặt để mình, khi mình tưới nước chanh vào nó rất nhanh ngấm. Rất là thơm đúng không em? Rất thơm rất. Đến bây giờ mình đã trộn đều với thịt với cả rau, mình tưới nước chanh, nước cốt chanh. Anh đã vắt sẵn. Bây giờ là mình cho bày lên đĩa thôi. Rất là nhanh thôi đúng không em? Như anh Hòa chia sẻ lúc đầu thì anh nói là cái món ăn này nó khá là đơn giản, nhưng mà thực ra là em chỉ thấy nó chế biến nhanh thôi. Đấy, chứ còn đúng rồi. Nếu mà nói về độ đơn giản thì cũng không đơn giản. Không đơn giản lắm. Tại vì cách chọn nguyên liệu và cái xử lý nguyên liệu làm cho món thịt trâu và món rau cải này, thịt trâu phải mềm, hẳn còn giữ lại độ ngọt, hẳn giữ lại độ hương vị của thịt trâu gác bếp, và rau cải cách xử lý nào mà để còn xanh và giòn, khi hai cái quyện vào nhau thì nó tạo ra món ăn rất là ngon. Dạ vâng, rất là hấp dẫn. Và hy vọng rằng là với phần chia sẻ của anh Hòa hôm nay thì quý vị các bạn đã có thêm một cách chế biến đối với món thịt trâu gác bếp cho gia đình và người thân cùng thưởng thức. Và em cảm ơn anh Hòa đã chia sẻ đến em cũng như là khán giả truyền hình món ăn này nhé. Và đến đây thì chuyên mục của chúng tôi xin phép được khép lại. Hẹn gặp quý vị các bạn trong các chuyên mục lần sau. Xin kính chào và hẹn gặp lại.